phần 5, Benetton sẽ tăng giá tiếp tục và dự báo thì giá nó sẽ tăng lên đến 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái nha anh em. Này, hàng nó tăng nha, mà nó còn không có hàng để lấy nữa anh em. Đó, em thấy không? Tất cả cái mọi máy móc bây giờ hiện tại nó sản xuất nó bị chập giật anh em. Nó bị kiểu như cái giật cái thật, cái giật cái thọt, cái giật cái thọt thôi. Nó không có đều đều như ngày xưa. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trước mặt anh em đây là hai con máy ha, một con là máy cắt cỏ Estin FS250 và một con là Estin MX250 ha. Hai mẫu máy về nói về máy cưa mà bán chạy nhất của hãng thì là MX250 anh em. Còn cắt cỏ mà chạy nhất của hãng thì là FS250 ha. Hai con này thì nói chung là dẫn đầu dẫn số của hãng Estin luôn đó anh em. Và hiện tại với tin đã có thông báo là tăng giá tiếp tục nha anh em. Tăng giá suốt anh em. Ngày 1 tháng 5, ha, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, Benetton sẽ tăng giá tiếp tục và dự báo thì giá nó sẽ tăng lên đến 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái nha anh em. Có nghĩa là thời điểm này năm ngoái nó sẽ tăng so với thời điểm này năm ngoái là 20-30% nha anh em. Rất là nhiều đúng không? Là có nghĩa là nó rơi vào tầm khoảng 1.500.000 đến 1.500.000 một con máy so với năm ngoái nha anh em, rất là nhiều. Thật sự thì như anh em thấy là Estin á thì những linh kiện của nó quan trọng á, chẳng hạn như là lốc nè, rồi là tay dên, piston, nòng rồi đó, thì những chi tiết quan trọng đó là nó sẽ sản xuất tại châu Âu ha, đặc biệt là Đức là phần nhiều nha anh em. Những linh kiện khác sản xuất ở chỗ khác vẫn có ha, nhưng Đức là phần nhiều. Thì châu Âu thì em biết rồi đó, đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh. Thật sự ở Việt Nam chúng ta đang bị ảnh hưởng rất là nhiều luôn á. Như giá xăng tăng là em thấy là ảnh hưởng rất là nhiều đúng không? À, còn bên châu Âu đó ảnh hưởng nhiều hơn nữa anh em, bên châu Âu đang ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Nên giá thành sản phẩm bị tăng lên. Ha, tăng lên và chi phí vận chuyển nó bị tăng lên. Đó, nên giờ giá máy nó cũng bị tăng nữa anh em. Ha, anh em thấy là cái tờ, nói chung là tờ thông báo của hãng ha, một năm nay là bắt đầu tăng mạnh nữa nha. Đó thì em thấy là giờ hiện tại về Estin mới 20 hoặc là FS20 số lượng mà giá cũ á còn nhiều anh em. Sợ không trụ được tới ngày 1 tháng 5 luôn đó, đã hết hàng rồi anh em, bởi vì bữa nay hàng nó tăng nha. Mà nó còn không có hàng để lấy nữa anh em. Nó cỡ đó luôn á. Có nghĩa là bên những linh kiện của Trung Quốc chẳng hạn như là dàn áo nè, rồi nắp giật, thì ví dụ như thế thì không biết chính xác là cái linh kiện này nó sản xuất tại Trung Quốc nha, nhưng những linh kiện cơ khí là chắc chắn sản xuất bên châu Âu nha anh em. Còn những cái dàn áo bên ngoài thì không dám chắc là sản xuất tại Trung Quốc, có thể là một số thứ nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc đó. Thì ví dụ đi là cái dàn áo, rồi nắp giật, bình xăng nó sản xuất tại Trung Quốc, thì ví dụ vậy nha. Đó thì bên Trung Quốc nó sản xuất rất là đều, nhưng bên châu Âu nó lại bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, thì hàng hóa nó không xuất về kịp anh em, nó không đưa ra sản lượng kịp để lắp ráp thành một con máy hoàn thiện để bán cho anh em. Nên đó là một lý do tại vì sao mà giá thành nó tăng và nó còn khan hiếm hàng nữa nha anh em, khan hiếm hàng nữa chứ không phải tăng không. Đó, giờ mà thật sự có tiền cũng không có hàng để lấy luôn á anh em, nó cỡ đó luôn á. Hàng hóa bữa nay thật sự là không riêng gì hãng Estin luôn anh em, như là Huvana này, Huvana cũng đang vào tình trạng cháy hàng ha, số lượng cũng không còn nhiều anh em, cũng chưa biết là khi nào có hàng lại luôn. Đó, Kawasaki T3 cũng là đang cháy hàng. Đó, em thấy không? Tất cả cái mọi máy móc bây giờ hiện tại nó sản xuất nó bị chập giật anh em, nó bị kiểu như cái giật cái thọt á, nó không có đều đều như ngày xưa ha. Những 1-2 năm trước mà thời mà chưa có Covid á thì thật sự anh em là máy móc là không có tiền để lấy chứ không phải là không có hàng để lấy. Nhưng mà hiện tại nào là Covid, nào là chiến tranh, giá cả các cái mọi thứ nó tăng ha, giờ có tiền cũng không có hàng để lấy anh em. Thật sự máy móc giờ nó thật là anh em nào mà muốn mua thì tranh thủ ngay cho anh em, mà chần chừ là hết hàng nhá. T3 cũng đã hết hàng nè, rồi e cho cũng hết hàng nè, e cho em cũng giấu anh em, ui cũng chuẩn bị hết hàng. Estin đây thì là cũng lớn chớm hết hàng nữa anh em. Giờ thì là có anh em có tiền mà không có hàng bán cho anh em, thì là chính xác gọi là có tiền mà không có hàng là không có máy để mua đó anh em nha. Nên hiện tại thời điểm này không riêng gì máy Estin, Hu hoặc là T3 thì đứt rồi, e cho em muốn sáu đứt rồi, T45 à, bây giờ còn Hu, Estin thì là T45 Kawasaki T45 anh em. Đó thì những mẫu máy đó anh em nào thấy phù hợp với anh em thì khuyên anh em mua ngay nha, mua ngay trước khi là bị tăng giá và đứt hàng nha anh em.
ha. Đó, những con máy đó thì những con máy chính hãng đó anh em thấy phù hợp với anh em thì anh em có thể mua ha. Bởi vì trước sau vì anh em ví dụ như anh em nghĩ một tuần 10 ngày nữa thì chúng ta cũng phải mua thì anh em nên mua ngay trước khi giá nó bị tăng bởi hết hàng nha. Như con FX250 này anh em, giá hiện tại là thiện tính cho anh em á là 5.350.000 miễn phí vận chuyển cho anh em nha. 5.350.000 miễn phí vận chuyển cho anh em. Và chuẩn bị ngày 1 tháng 5 đây á thì nó sẽ tăng lên tầm khoảng 5.600.000, 5.700.000 đến 5.800.000 luôn nha anh em. Theo không? Em thấy không? Tăng rất là kinh khủng so với đầu năm, là nó tăng dường như là 700.000 một con máy so với đầu năm nha. So với đầu năm. Cái tin tăng ghê quá. Cưa đang dạy anh em. Cưa đang thì nó tăng tầm khoảng 5 đến 600.000 một con máy. Rất là kinh khủng, tất cả là cưa vệ tinh nha, tất cả các mặt hàng vệ tinh luôn nha anh em. Chứ không chỉ riêng là FX250 hoặc là MX250 nha. Những ngoài hai mẫu này thì Thiện bán chạy nhất, Thiện để đây thường chân cho anh em mình dễ tham khảo. Chứ còn tất cả các mặt hàng của vệ tinh đều tăng giá nha. Đặc biệt những con máy mà sản xuất tại Đức là càng tăng giá nữa. Chẳng hạn như máy khủng long bảo chúa mà 651 á, nó sản xuất có in Germany á, thì nó lại tăng giá càng kinh nữa ha. Hoặc là 361 này, những cái mẫu máy mà nhập Brazil á, 260, nó những máy đó tăng ghê lắm nên 361 anh em tăng biết không? Tăng 3 triệu so với đầu năm. Một con máy cưa tăng rất là kinh khủng. Rồi, 5.350.000 miễn phí vận chuyển cho anh em thời hiện tại nha. 5.900.000 miễn phí vận chuyển cho anh em thời hiện tại. Đó, anh em nào mà quan tâm tới hai mẫu này thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về hai mẫu này để anh em biết thông tin nha. Anh em xem video thì một like, một đăng ký, đồng thời với cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm bên Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.